Audio trọn bộ truyện ngôn tình xin trân trọng giới thiệu tập số 106 của bộ tiểu thuyết dài kế mang tên Chiến Vương tác giả Phương Thôn Sơn qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chu Phong muốn trả thù cho Chu Kỳ nhưng lại không dám khiêu chiến với Tiêu Nhất Thiền nên bắt đầu ra tay từ chỗ vương thái được thôi một người nhiều nhất được khiêu chiến ba lần người bị khiêu chiến không có quyền từ chối vì vậy vương thái chỉ có thể ứng chiến trước khi đi ra ngoài vương thái quay lại nhìn tiêu nhất thiên nhún vài nói người là do cậu đắc tội nhưng tôi lại phải gánh thay cậu tốt quá hả nói xong anh ta không chần chừ liền bước vào sân đấu chỉ trong vòng ba mươi giây Chu phòng đã choáng váng trước màn đấm bốc của Vương Thái ngất xỉu ngay trên sân đấu. Vương Thái nhổ nước bọt, quay người trở về, vênh váo tự đắc nói. Yếu như sen mà bày đặt thách đấu với tôi, đúng là không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà không chờ Vương Thái hồi phục sức chiến đấu vừa tiêu hao, một người khác đã xài bước đi tới. Thành vu dương, trịnh duệ, thỉnh chỉ giáo, cử thật, lại một người muốn thách đấu Vương Thái. Vương Thái hơi sừng sốt, chân mày nhíu lại, đột nhiên trong lòng có hơi tức giận. Mẹ nó, đây là cố ý sao? Xà luân chiến sao? Chết tiệt! Dưới cơn nóng giận, Vương Thái không thèm lịch sự nữa. Tiêu Nhất Thiên và Trần Nhất đứng ngay cạnh mình, nhưng không ai dám khiêu chiến. Thế mà lại cứ liên tục thách đấu với cậu, cố ý có đúng không? Xem thường mình có đúng không? Bị thương là chuyện nhỏ, đụng đến danh dự là chuyện lớn vừa nói xong vương thái sơ nắm đấm đập về phía trịnh duệ một đấm lại một đấm ra tay càng ngày càng nặng cực kỳ hung hãn tuy nhiên sức chiến đấu của trịnh duệ rõ ràng là cao hơn chu phong dưới sự tấn công liên tiếp của vương thái anh ta gần hai phút mới bị đánh bại bị vương thái đấm bay ra khỏi sân đấu nhưng vương thái cũng bị thương cậu ta thở hồng hộc sắc mặt có chút tái nhợt đã thương địch một ngàn thì tự làm mình bị thương tám trăm mẹ nó Trịnh Duệ nổ một bãi nước bọt, đòn ngầu. Lần này, sau khi Vương Thái thắng, cậu cũng không vội trở lại bên cạnh Tiêu Nhất Thiên và Trần Nhất. Thay vào đó, cậu quét mắt một vòng xung quanh rồi hét lên. Còn đứa nào muốn thách đấu với ông đây nữa không? Nhanh lăn ra đây! Một người bị thách đấu nhiều nhất là ba lần. Vương Thái mới chỉ bị khiêu chiến có hai lần liên tiếp. Ám kình làm Tiêu Hao rất nhiều sức lực. Đây là lúc cậu suy yếu nhất. Cậu biết rất rõ bên kia Hao Phí rất nhiều tâm cơ như vậy tuyệt đối sẽ không bỏ qua cơ hội này, quả nhiên. Ngay lập tức, Thành Linh Hòa đã phái một đệ tử ám cảnh trung kỳ ra, dừng lại cách Vương Thái 2 mét, trầm giọng nói. Thành Linh Hòa, Chu Anh Dương, thỉnh chỉ giáo. Thân hình người này cao lớn, thô kệch dáng người phạm vỡ. Cho dù là so với Vương Thái, chứ danh trời sinh thần lực cũng không có tranh lệch nhiều lắm. Không hay rồi. Nhìn thấy cảnh này, Trần Nhất nói, Vương Thái không phải là đối thủ của Chu Anh Dương. Đối với Chu Anh Dương trước đó, Tiêu Nhất Thiên đã nhìn thấy vài thông tin liên quan đến cậu ta do Thương Chiết cung cấp, là người ám cảnh trung kỳ đầu tiên của thành Linh Hòa, lập thành tích 88m trong rừng trúc 100m. Ở vòng thi đấu đầu tiên, đứng hạng 12, huống trì Vương Thái đã hai lần liên tiếp bị khiêu chiến lại còn bị thương, nhưng ngay cả khi cậu mạnh nhất cũng không phải là đối thủ của cậu ta. Ngay lúc này Vương Thái và Chu Anh Dương đang lao vào chiến đấu, mà lúc trận đấu đang diễn ra không ngừng có những đệ tử của những viện khác liên tục bị loại, số lượng đệ tử giảm mạnh, trong vòng chưa đầy 20 phút chỉ còn lại 25 người trong số 58 người ban đầu. Trận đấu sắp kết thúc, cuối cùng chỉ còn 5 danh ngạch. Đột nhiên một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, Vương Thái cuối cùng cũng không chống đỡ được. Cậu lúc đối đầu với chu Anh Dương bị hất ra ngoài, văng xa hơn 10 mét, phun một ngụm máu ngay tại chỗ. Còn mẹ nó, Vương Thái không phục tức giận đứng dậy chửi bậy một tiếng, muốn đánh nữa. Nhưng ngay lúc này tiếng xé gió chuyển đến, một bóng người quen thuộc đứng chắn trước mặt cậu. Đó là Tiêu Nhất Thiền. Tiêu Nhất Thiên đứng giữa Vương Thái và chu Anh Dương, không quay đầu lại nói với Vương Thái. Nhận thua đi, việc còn lại cứ giao cho tôi tiêu nhất thiên nhìn chu anh dương trầm giọng nói tôi muốn khiêu chiến với anh vốn ban đầu chỉ cần không có người chủ động nhảy ra tìm ngược tiêu nhất thiên cũng không định tự mình ra tay nhưng bây giờ cũng không còn cách nào khác giống như lời của vương thái vừa nãy nói người đắc tội là anh vậy mà lại để vương thái gánh vác làm cậu ấy trở thành kết đinh trong mắt của người khác đây không phải là phong cách của tiêu nhất thiên vẫn là câu nói đó ai làm người đó chịu Tiêu Nhất Thiên không muốn làm tổn thương ai. Được rồi, Vương Thái cũng biết cậu đã thất bại. Nếu cứ tiếp tục chiến đấu thì chỉ thêm càng nhiều thương tích trên người. Vì vậy, cậu nghiến rằng, hung dữ nhìn Chu Anh Dương hử lạnh. Tên khốn kiếp này, dám càn ông đây vào top 20. Vậy thì ông đây muốn một tay của anh ta. 20 hạng đầu tiên đó là ngưỡng cửa để vào hiệp hội võ đạo thủ đô. Vậy mà bây giờ Vương Thái đã gãy ở vòng thứ hai, dự định sẽ trượt khỏi top 20. Như vậy thì sẽ không thể vào hiệp hội võ đạo thủ đô được nữa. Chuyện này làm sao mà cậu không thể tức giận cơ chứ? Như cậu muốn, Tiêu Nhất Thiên không do dự đồng ý, sau đó lại nhìn Chu Anh Dương rồi hỏi. Anh muốn chặt bàn tay nào? nghe vậy sắc mặt của chu anh dương đột ngột thay đổi nhất thời trầm xuống tiêu nhất thiên đột nhiên nhảy ra bảo vệ vương thái hiển nhiên là có chút ngoài dự đoán của anh ta bởi vì theo kế hoạch của anh ta anh ta ấn định thời gian đánh bại vương thái là ngay lúc cuối cùng khi trận đấu kết thúc tiêu nhất thiên sẽ không có cơ hội báo thù cho vương thái không ngờ người tính không bằng trời tính tiêu nhất thiên lại đi lên trước vương thái trực tiếp đầu hàng một cách trung thực nhớ lại cảnh sáng nay tiêu nhất thiên trực tiếp giết chết ngao thụy thậm chí là chu anh dương còn có ý muốn đầu hàng luôn anh ta do dự nói tôi tiêu nhất thiên không cho anh ta cơ hội để nhận thua ngay khi anh ta định thốt lên tiêu nhất thiên đã hành động vung một trường không thể nào trái tim của chu anh dương co thắt lại anh ta chỉ có thể nuốt xuống ba chữ tôi đầu hàng vào trong bụng đồng thời ám kình của bản thân nháy mắt, toàn lực bạo phát, hai tay giao trước ngực, tận lực phòng ngự. Trong giây tiếp theo, Tiêu Nhất Thiên giáng xuống nắm đấm mạnh như sấm sét, nện xuống hai tay của Chu Anh Dương, ám kình giao nhau, một tiếng nổ vang lên giống như sét đánh, không ngoài ý muốn trì hoãn, dù Chu Anh Dương đã cố gắng hết sức nhưng vẫn không thể đỡ được cú đấm dữ dội của Tiêu Nhất Thiên, cả người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài hai cánh tay tê dần gần cổ nổi lên mồ hôi từng giọt lăn trên trán nội tạng không ngừng trộn qua trộn lại một ngụm máu phun ra trào lên từ cổ họng giống như là một khẩu súng bắn nước phủ một tiếng phun ra một ngụm máu tươi hơn một mét chỉ với một chiêu đang nghiền áp hẳn nhưng vẫn còn chưa đủ tiêu nhất thiên không có ý bỏ cuộc không đợi Chu Anh Dương ngã xuống, Tiêu Nhất Thiên lại biến thành dư ảnh đuổi theo anh ta. Tốc độ của Tiêu Nhất Thiên quá nhanh, gấp đôi so với tốc độ văng của Chu Anh Dương, cho nên tuy Chu Anh Dương đã bay xa hơn 10 mét, nhưng lưng anh ta còn chưa rơi xuống đất, Tiêu Nhất Thiên đã xuất hiện trước và đang đợi ngay vị trí mà anh ấy sắp đáp đất. Một cú đá vào lưng của Chu Anh Dương, sau đó kèm theo một tiếng hét như heo bị chọc tiết. Ban đầu Chu Anh Dương vốn bị hất về bên trái. Ngay sau đó, một pha đảo ngược 180 độ, còn mẹ nó lại bay qua bên phải. Máu phun ra liên tục, mặt anh ta tái nhợt như tờ giấy. Ngay sau đó, Tiêu Nhất Thiên cũng tương tự như trên, nhanh chóng đến chỗ Chu Anh Dương tiếp đất, lại bồi thêm vài cú. Sự chú ý của mọi người đều bị tình huống ở đây thu hút, ánh mắt của tất cả đều nhìn về bên này, tìm đập nhanh hơn khi thấy một màn này. Chỉ thấy Chu Anh Dương giống như một quả bóng bị đá qua đá lại, còn Tiêu Nhất Thiên thì giống như một cầu thủ đuổi theo anh ta trên sân đấu, mỗi khi Chu Anh Dương chuẩn bị tiếp đất, anh ta lại bị Tiêu Nhất Thiên đấm hoặc đá bay, thực sự là vô cùng thê thảm, không nói đến những đệ tử học viện là người xem, ngay cả Vương Thái cũng choáng váng, trợn mắt há miệng, không khỏi nuốt nước bọt, trong lúc kinh ngạc cũng có chút may mắn, may mà mình là đồng đội của Tiêu Nhất Thiên, không phải là đối thủ của cậu ta nếu không cái người hiện giờ đang bay qua bay lại kia có lẽ chính là mình cuối cùng khi chu anh dương gần như hấp hối tiêu nhất thiên mới dừng lại dáng người vạm vỡ của chu anh dương vẽ theo một hình parabol tàu nhã trên không trung hạ cánh chính xác trước mặt vương thái cả người anh ta giống như là một con chó chết đừng nói là đứng lên ngay cả dùng sức để ngẩng đầu cũng không có tự mình báo thù tiêu nhất thiên nói với vương thái vương thái muốn một cánh tay của chu anh dương tiêu nhất thiên liền đưa chu anh dương cho vương thái để cậu ta tự giải quyết anh ta chuyện này vương thái cúi đầu nhìn chu anh dương có chút ngượng ngùng lắc đầu nói thôi bỏ đi hiện giờ anh ta trông như một con chó sắp chết so với chặt một cánh tay còn thê thảm hơn nhiều tâm trạng của tôi đã tốt hơn rất nhiều rồi tôi không sao hết cảm ơn cậu Nói xong, Vương Thái quay người rời khỏi sàn đấu, quay về chỗ đội thành Thanh Thủy. Bây giờ cả Vương Thái và Chu Anh Dương lần lượt đều bị loại. Cũng có hai đệ tử của đội cũng bị loại lúc nãy. Do đó, trong số 25 người tham gia ban đầu chỉ còn lại 21 người. Như vậy chỉ còn một người cuối cùng bị loại. Thành phố Lịch Thủy, Lý Cẩm, Thịnh Trì Giáo điều mà tiêu nhất thiên không ngờ tới là gần như cùng lúc anh giải quyết chu anh dương thì lý cầm cũng đã chiến thắng đối thủ của mình sau đó lý cầm không chút do so sự mà bước đến đối diện với trần nhất cô ta khiêu chiến trần nhất đã thế còn ngay lúc phải loại bỏ người cuối cùng trận đấu này kết thúc đồng nghĩa với việc vòng thứ hai của ám cảnh trung kỳ toàn bộ chấm dứt không thể tiếp tục khiêu chiến được nữa đây chắc chắn không phải là một sự trùng hợp ngẫu nhiên mà là lý cầm đã tính toán sẵn vòng loại đầu của cuộc thi thành thanh thủy chỉ có ba người tiêu nhất thiên trần nhất và vương thái tham gia vì vậy nên chu phong trịnh duệ và chu anh dương liên tục khiêu chiến một trong ba người sau những lần khiêu chiến liên tục vương thái đã bị loại cho nên đến phút cuối cùng lý cầm đích thân thách đấu với trần nhất cho dù trần nhất rất mạnh nhưng chắc chắn sẽ thua nếu như chạm chán với lý cầm Điều đó đồng nghĩa với việc Thành Thanh Thùy có thể lọt vào top 20 hay vào chung kết. Chỉ còn lại một mình Tiêu Nhất Thiên. Đầu tiên là loại bỏ đồng đội của Tiêu Nhất Thiên. Sau đó trong trận chung kết, Tiêu Nhất Thiên sẽ lè loi một mình, bị cô lập đối mặt với đồng minh mà Lý Cầm đã liên hệ trước. Chỉ có như vậy, Lý Cầm mới có hy vọng đoạt chức vô địch. sau Trần Nhất Sững người một chút, lập tức hiểu được ý đồ của Lý Cầm. Thế nhưng đối mặt với Lý Cầm, cho dù là nắm chắc phần thắng, trên khuôn mặt lạnh lùng của Trần Nhất cũng không lộ ra vẻ sợ hãi, lạnh nhạt đáp lại. Được thôi, đến đây đi. Nói xong, cậu ta trực tiếp đi vào khu vực chiến đấu. Sân thi đấu khổng lồ trở thành chiến trường của hai người Lý Cầm và Trần Nhất. Trước khi Tiêu Nhất Thiên xuất hiện, Trần Nhất dù sao cũng là đệ tử xuất sắc nhất của Thành Thanh Thủy. Cậu ấy lập thành tích 89m ở cự ly rừng trúc 100m tuy không bằng 93 mét của lý cầm nhưng khoảng cách cũng không có lớn như tưởng tượng đây là lý do tại sao lý cầm phải khiêu chiến với trần nhất trong đội thành thanh thủy thậm chí ngay cả đồng minh của lý cầm chỉ có cô ta mới có đủ tự tin để giành chiến thắng trước trần nhất tốc độ của hai người gần như là cực hạn tàn ảnh tung hoành ám kình va chạm phát ra từng đợt tiếng nổ chói tai trận chiến kịch liệt vượt quá dự đoán của mọi người trần nhất dùng hết toàn lực không giữ lại chút nào. Đấu với Lý Cầm gần 10 phút, cậu ấy mới dần dần lộ ra vẻ suy tàn, thua trận. Cô đã thắng. Cảm thấy năng lượng ám kình trong người sắp cạn kiệt, thương thế lại không nhẹ. Trần Nhất vươn tay lau vết máu trên khóe miệng, lạnh lùng nhìn Lý Cầm. Cậu quyết định từ bò, xoay người rời đi. Cậu rất mạnh. Lý Cầm nhìn chằm chằm bóng lưng của Trần Nhất. Cho dù là đối thủ, cho dù cô ta thắng cũng không khỏi khen ngợi. Trần Nhất đã vượt quá dự kiến của cô. Thậm chí trong lúc đối đầu với Trần Nhất, cô ta cũng bị Trần Nhất làm cho bị thương. Nhưng Trần Nhất rõ ràng còn bị thương nặng hơn cô ta. Sắc mặt của cô ta hơi tái nhợt. Tôi đã dùng hết sức. Trần Nhất đi thẳng đến bên cạnh Tiêu Nhất Thiên, vừa mở miệng, máu liền phun ra không kiểm soát được, thân thể mềm nhũn, suýt chút nữa là ngã trên sân đấu. Hiển nhiên, vừa rồi cậu ấy vẫn chịu đựng, đánh xong lại không nhịn được là tôi nợ cậu tiêu nhất thiên đưa tay đỡ trần nhất sắc mặt lạnh như bằng lông mày càng thêm sát khí nhìn lý cầm vẫn cứ đứng trên sân đấu sau khi chạm mắt với cô ta trầm giọng nói cô thật đê tiện vốn tiêu nhất thiên mất hứng thú với hiệp võ đạo nhưng hành động này của lý cầm đã vượt quá điểm mấu chốt mà tiêu nhất thiên có thể chịu được được vương thái và trần nhất đã bị anh liên lụy nên mất đi cơ hội vào hiệp hội võ đạo thủ đô vì thế nên tiêu nhất thiên rất tức giận thậm chí còn hối hận vì đã không làm theo lời đề nghị trước đó của vương thái ngay khi bắt đầu anh nên thẳng tay khiêu chiến lý cầm rồi đuổi người phụ nữ mưu mô này ra khỏi đây đây là trận đấu tôi chỉ là sử dụng các quy tắc của trò chơi một cách hợp lý đây không phải là đê tiện mà là một dạng khôn ngoan chẳng lẽ là sai ư bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của tiêu nhất thiên Thật lòng mà nói, Lý Cầm có chút áy náy và sợ hãi. Nhưng khát khao giành chức vô địch đã khiến cho cô ta gạt bỏ hết lương tâm cắn rứt sang một bên. Thẳng thắn nói, nếu như cậu đủ thông minh, tôi không ngại nếu cậu áp dụng thủ đoạn tương tự. Nói xong cô ta liền xoay người đi về phía đội lịch thủy. Thông minh sao? Tiêu Nhất Thiên nhìn chằm chằm bóng lưng của Lý Cầm nói, theo tôi thấy là cô tự cho mình là thông minh mới đúng. Nhanh thôi, cô sẽ phải trả cái giá xứng đáng cho cái sự thông minh này. Nghe vậy, bước chân của Lý Cầm hơi dừng lại một chút, nhưng không có dừng lại lâu, cũng không có đáp lại lời uy hiếp của Tiêu Nhất Thiên. Trong lòng chỉ âm thầm nói, cản đường của trường Lão Vũ đắc tội thái từ Điện Hạ, giết chết Ngao Thủy và Ngao Tuấn Mạnh. Bây giờ, cậu đang là mục tiêu chỉ trích của công chúng. Trong trận chung kết, chính cậu mới là người phải trả giá. Tiêu Nhất Thiên tiễn Trần Nhất ra khỏi sân khấu, còn bản thân anh thì ở lại. Lý do rất đơn giản. Mặc dù vòng thứ hai của ám cảnh trung kỳ đã kết thúc, nhưng vòng thứ hai của ám cảnh hậu kỳ anh vẫn phải tham gia như cũ. Rất nhanh, 58 người học trò ám cảnh hậu kỳ của chi nhánh trong lượt thi đấu thăng cấp đầu tiên Dồn dập bước lên đài thi đấu Còn bên chi nhánh thành thanh thủy này Ngoài Tiêu Nhất Thiên ra Chỉ có một người thăng cấp thành công Tên là Bùi Kỳ Tư Là người đàn ông gần 50 tuổi Sư đệ Thiên Bùi Kỳ Tư đến bên cạnh Tiêu Nhất Thiên Cắn răng nói rằng Cậu yên tâm đi Có rắc rối thì tôi chống đỡ cho cậu Nhất định đưa cậu vào trận chung kết Dễ nhận thấy Cảnh ngộ vừa rồi của Vương Thái và Trần Nhất Khiến cho Bùi Kỳ Tư nhận ra Một sự không hay tiêu nhất thiên đắc tội nhiều người quá rồi anh ta thân làm bạn cùng đội của tiêu nhất thiên e rằng cũng thoát không khỏi vận mệnh làm bia đỡ đạn vì thế bùi kỳ tư đã chuẩn bị sẵn tâm lý trước không cần tiêu nhất thiên lắc đầu vừa rồi liên lụy tới vương thái và trần nhất đã khiến cho anh vô cùng hối hận rồi tức giận không ngớt tất nhiên sẽ không để cho bùi kỳ tư lại theo gót hai người họ nữa thế là tiêu nhất thiên nhìn sang thương thịnh đang trên khán đài hỏi rằng trường lão thịnh đấm đá không có mắt nếu như trong quá trình chiến đấu tôi không cẩn thận giết người rồi là không sao mà có đúng không giết người tiêu nhất thiên không hy vọng nhìn thấy lý cầm thứ hai nữa cho nên anh hỏi ra câu hỏi như thế trước mặt mọi người chính là muốn nhắc nhở những đối thủ đang thi đấu trên đài lúc này có bản lĩnh trực tiếp xông qua bên anh dám giờ thủ đoạn thế thì hậu quả tự chịu. Dứt lời, lập tức gây nên một trận sóng to gió lớn trong đám người. Tất cả mọi người đều nghe ra được, cũng xem ra được. Vương Thái và Trần Nhất bị đào thải hoàn toàn chọc giận Tiêu Nhất Thiên rồi. Nếu như có người ngược gió gây án, còn muốn đụng đến miệng súng, e rằng Ngao Thủy bị Tiêu Nhất Thiên giết chết trên đài thi đấu lúc buổi trưa, bèn là vết xe đồ của bọn họ, đặc biệt là Lý Cầm sắc mặt của lý cầm u ám tới tột cùng vẻ khó coi nói không nên lời muốn nói thật sự không lo lắng không sợ hãi đó là giả đấy. sự buổi lý lâu kim Khoa bị đánh bại trong tay của tiêu nhất thiên lúc buổi trưa đứng ở bên cạnh lý cầm trầm giọng nói rằng điêu tạc thiên này không thể đoán được độ sâu với lại tính tình khoái đảm ra tay độc ác trắng trợn táo bạo làm kẻ địch với anh ta tuyệt đối không phải là kế hay vì thế, lời nói phía sau Lâu Kim Khoa không có nói ra khỏi miệng, nhưng không cần nói thì cũng đã rõ rồi. Không được, Lý Cầm hiểu ý nhưng hoàn toàn không do dự lắc đầu, giọng điệu vô cùng kiên quyết nói rằng, chuyện đã tới bước này, tôi đã không còn đường để lui nữa. Cho dù anh ta muốn giết tôi, tôi cũng sẽ không từ bỏ giành đầu bàng. Nếu không thì... Bố phải chết, trưởng lão vũ cũng sẽ không tha cho tôi. Bố, thật không ngờ lý do mà lý cầm nhất định phải có cho bằng được đầu bảng có thể không tiếc nuối mọi cái giá phải trả thậm chí bất chấp thủ đoạn không phải vì bản thân cô ta mà là vì bố của cô ta lâu kim khoa thở dài vẻ mặt hoàn toàn là nét không biết nên làm như thế nào dễ nhận thấy biết rõ nguyên do trong đó ngượng ngùng nói rằng đáng tiếc tôi không giỏi bằng người ta vận may cũng không tốt lượt đầu tiên thì đụng phải điêu tạc thiên bị đào thải mất rồi giúp không được sư muội lý sự huỳnh lầu không cần tự trách bản thân lý cầm cắn răng nói rằng tôi vẫn còn cơ hội trận chung kết tôi sẽ không thua đâu nếu như thua rồi thế thì tôi thà chết cùng với bố tôi chết sao lý cầm không sợ cái cô sợ là giành không được đầu bảng cứu không được bố của mình vì thế uy hiếp tiêu nhất thiên không thể làm lay động quyết tâm của cô ta. Bên khác, Thương Thịnh cũng bị giật mình bởi câu hỏi bất thình lình này của Tiêu Nhất Thiên. Ông ta hiểu được tâm trạng của Tiêu Nhất Thiên, nhưng mà trừ khi giống như Ngao Thủy thách đấu Tiêu Nhất Thiên lúc buổi trưa vậy. Nói xong xuôi hết là chiến đấu giống chết trước, được sự đồng ý của hai bên, nếu không thì giết người trong trận thi đấu là không phù hợp với quy tắc thi đấu của Đại hội Võ Thuật Toàn Việt. Cái này... Hoa Long Thần có mặt tại hiện trường, Thương Thịnh tất nhiên không dám dễ dàng trả lời Tiêu Nhất Thiên. Thế là quay đầu nhìn sang Hoa Long Thần, xin ý kiến của Hoa Long Thần. Hoa Long Thần lặng lẽ nuốt nước bọt, nếu như lúc buổi trưa, trước khi biết thực lực và cảnh giới thực sự của Tiêu Nhất Thiên, Hoa Long Thần nghĩ cũng không cần nghĩ sẽ từ chối, còn bây giờ hắn lại không dám, sợ rằng một cách không cẩn thận chọc giận Tiêu Nhất Thiên, Thằng khốn nạn này lật bài trước mặt mọi người, không giả vờ nữa, không diễn nữa, trực tiếp bộc phát ra thực lực minh cảnh, lấy hắn làm đầu, lấy tính mạng của hắn. Không sao, Hoa Long Thần do dự một lúc, nói rằng văn không có hạng nhất, võ không có hạng gì, nếu đã muốn đấu thắng thua, liều kết thắng bại, khó tránh khỏi sự chết thương. Anh bạn thiên không cần phải đắn đo, cứ dốc hết sức là được rồi. Khá lắm. Hoa Long Thần nói ra những lời này, tất cả mọi người bao gồm cả Thương Thịnh trong đó đều nghe tới ngần người ra hết. Vẻ mặt không dám tin được nhìn sang Hoa Long Thần. Vốn dĩ, bọn họ cũng không có chú ý tới sự khác thường của Hoa Long Thần. Bây giờ thì tốt rồi, mặc cho là ai cũng nhìn ra được. Hoa Long Thần có vẻ mềm rồi. Thái độ đối với Tiêu Nhất Thiên mềm xuống rồi so với khí thế đối chọi gay gắt gươm súng sẵn sàng lúc buổi trưa đó quả thật là giống như hai người vậy được tiêu nhất thiên gật đầu mỉm cười trong lòng thì càng thêm tin chắc rằng hoa long thần nhất định là biết được gì đó rồi đây cũng có nghĩa là chịu thua lúc này là của hoa long thần rất có thể bèn là đoạn mở đầu của báo táp sắp đến bắt đầu đi thường thịnh vung bàn tay inh ỏi nói rằng sống chết có số trước khi các người đưa ra lựa chọn tốt nhất là suy nghĩ kỹ có thể chịu đựng được hậu quả của thất bại hay không thương thịnh cũng đang giúp tiêu nhất thiên nhắc nhở những học trò ám cảnh hậu kỳ của chi nhánh thành thành thủy tránh lại xảy ra tình hình như vừa nãy nữa chuyện này khiến cho những học trò của chi nhánh vốn dĩ chuẩn bị tách đấu tiêu nhất thiên và bùi kỳ tư đó do dự rồi rút lui rồi trái tim rùn dày dữ dội đầu óc nhanh chóng chuyển động âm thầm cân nhắc lợi và hại cho đến nỗi... Sau khi trận đấu bắt đầu, học trò của 17 chi nhánh còn lại, thách đấu lẫn nhau, chiến đấu một trận tiếp một trận, nhưng không có bất kỳ một người nào dám đụng tới Tiêu Nhất Thiên và Bùi Kỳ Tư. Không còn cách nào khác. Trước đây có hoan long thần chống lưng cho bọn họ, giờ có mai đại vũ âm thầm hòa giải. Với lại, chỉ luận thắng thua, không luận sống chết. Bọn họ không có gì phải sợ cả. Thua rồi cùng lắm thì chịu một trận đòn còn bây giờ chỗ dựa hoa long thần này cũng mềm rồi mai đại vũ lại càng là ngồi ở đó không nói một lời dưới tình hình đó không chừng thì sẽ chết người còn đánh cái gì nữa đây vì thế thi đấu lượt thứ hai của ám cảnh hậu kỳ xuất hiện một cảnh khó bể tưởng tượng cả quá trình thi đấu duy trì hết hơn nửa tiếng đồng hồ tiêu nhất thiên và bùi kỳ tư đứng ở nơi đó giống như là bị lãng quên vậy cứ như là hai người khán giả bình thường, từ đầu xem tới cuối, một trận không có đánh qua. Rất nhanh, học trò thực lực yếu hơn của chi nhánh lần lượt bị đào thải, 58 người, chỉ còn lại 21 người cuối cùng. Lúc này tất cả thách đấu đều kết thúc rồi, không còn người đấu nữa. Nguyên nhân rất đơn giản, Tiêu Nhất Thiên trong trận thi đấu lượt đầu tiên của ám cảnh hậu kỳ xếp ở vị trí cuối cùng, đầu tiên đếm ngược, danh sách thẳng cấp lượt thứ hai chỉ còn 20 người. Nếu như Tiêu Nhất Thiên không chủ động ra tay thì tự nhiên sẽ bị đào thải mất. Sư Đệ Thiên Bùi Kỳ Tư nói rằng tôi đi giải quyết một người thay cậu. Kết quả như vậy hoàn toàn vượt khỏi dự đoán trước đây của Bùi Kỳ Tư. Anh ta vốn tưởng rằng mình sẽ giống như Vương Thái và Trần Nhất, bị tiêu nhất thiên liên lụy rốt cuộc ngược lại được tiêu nhất thiên thơm lây dọc đường nằm thắng nhìn một hồi thì mẹ nó vào trận chung kết rồi đây khiến cho anh ta vô cùng khâm phục đối với tiêu nhất thiên cũng cảm kích trong lòng tất nhiên là phải có đi có lại không nhưng tiêu nhất thiên lại lắc đầu nói rằng để tự tôi dứt lời tiêu nhất thiên bước dài đi ra ngoài không có bất cứ sự do dự và trần trừ nào cả Đưa tay ra, giữa không trung chỉ sang một người học trò ám cảnh hậu kỳ còn lại của chi nhánh Thành Lịch Thủy đối diện, lạnh lùng nói rằng, "Tôi muốn thách đấu với cậu." Nghe nói như vậy, học trò ám cảnh hậu kỳ của chi nhánh Thành Lịch Thủy đó cũng tái danh mặt rồi, có thể đứng tới cuối cùng, anh ta tất nhiên là kẻ mạnh nhất trong cảnh giới ám cảnh hậu kỳ khóa này của chi nhánh Thành Lịch Thủy. Thế nhưng, 18 chi nhánh chỉ có 20 người thăng cấp những chi nhánh khác còn lại hầu như cũng toàn bộ là kẻ mạnh nhất, ở trong những kẻ mạnh nhất này, anh ta tự cho rằng không lọt vào bảng xếp hạng 10 người đứng đầu nhưng mà ngao thủy được. Ngao thủy mạnh hơn so với anh ta, khăng khăng lại chết trong tay của Tiêu Nhất Thiên rồi, đây còn làm sao mà đánh đây, mẹ nó, bây giờ anh ta thật sự hối hận chết đi được, sớm biết như vậy thì vừa nãy anh chủ động tìm học trò dự thi yếu hơn anh của chi nhánh khác thách đấu rồi đầu óc vào nước rồi mới đợi tiêu nhất thiên đến thách đấu với anh ta tôi chịu thua sau một cuộc đấu tranh tư tưởng anh ta quyết định lựa chọn cơ hội từ bỏ đi vào trận chung kết mất mặt thì mất mặt cũng tốt hơn là giống như ngao thủy thế kia bị tiêu nhất thiên giết chết ngay tại chỗ nói xong giống như chạy thoát thân vậy ngay cả người bèn đi xuống đài thi đấu sợ rằng tiêu nhất thiên nắm lấy anh ta không buông nhưng mà Khoảnh khắc đi xuống đài thi đấu đó, anh ta chừng mắt thật dữ nhìn Lý Cầm đứng ở dưới đài, oán khí giữa mày mắt vô cùng nồng đậm. Lý Cầm cắn răng cách xa Tiêu Nhất Thiên hỏi rằng, đây chính là sự trả thù của anh sao? Kẻ ngốc cũng nhìn ra được, Tiêu Nhất Thiên đang chống đối chi nhánh thành lịch thủy, đang trả thù hành vi bị ổi trước đó của Lý Cầm. Không sai, Tiêu Nhất Thiên nhìn nhau với Lý Cầm trầm giọng nói rằng, tôi chính là đang trả thù đó. Với lại... Sự trả thù của tôi vừa mới bắt đầu thôi. Thật không ngờ Tiêu Nhất Thiên vừa rồi cố tình đề xuất vấn đề đánh chết người không đền mạng. Không những là đang uy hiếp những đối thủ ám cảnh hậu kỳ đó, đồng thời cũng là vì để chuẩn bị cho trận chung kết ám cảnh trung kỳ sau đó. Xem như là chích mũi tiêm phòng ngừa. Đến lúc đó anh muốn giết người. Anh... Lý Cẩm tức tới nói không ra lời. Chỉ cần có cách khác, cô ta cũng không muốn trở thành kẻ địch với Tiêu Nhất Thiên gây tới bước đường này khăng khăng cô ta không có sự lựa chọn khác cô ta không thể thua chỉ được thắng tiêu nhất thiên quay người đi xuống đài thi đấu nhìn bóng lưng sát khí đùng đùng của anh không chỉ là lý cầm những người học trò khác còn lại của chi nhánh đi vào trận chung kết ám cảnh trung kỳ cũng mặt trắng bệch trai tìm run dày dữ dội khốn kiếp tôi là đến để tham gia thi đấu mà sao thi đấu một hồi trời tới tính mạng luôn rồi sư đệ thiên lục vi anh lên đón tiếp vẻ mặt toàn là nét lo lắng muốn khuyên vài câu nhưng lại không biết mở miệng như thế nào thật ra cậu không cần phải như vậy Chấn nhất nói rằng tôi và vương thái vốn dĩ thì không có hy vọng giành đầu bảng còn về phía học viện hờ, lừa dối lẫn nhau lòng người không chân thành học viện như vậy không đến cũng thôi bỏ đi nếu như có lòng tiến về phía trước nơi nào không phải là tu hành chứ? chi nhánh thành thành thủy cũng tốt lắm đấy. Cậu đi rồi, sau này tôi vẫn là hạng nhất. Tất nhiên, Trần Nhất đây là đang nói giỡn, an ủi Tiêu Nhất Thiên với cách như vậy. Người đi về phía cao, nước chảy về phía thấp. Nếu nói không muốn vào học viện Kinh Đô, đó chắc chắn là giả đấy. Vì dù sao thì điều kiện tu hành và không gian tiến bộ của học viện Kinh Đô xa vời không phải là chi nhánh thành thành thủy có thể so sánh được. Không sai, Vương Thái cũng nói rằng theo tôi quan sát hỗ trợ của lý cầm trong trận chung kết chắc là không ít quy tắc của đôi bên cậu giết bọn họ được bọn họ cũng giết cậu được đến lúc đó chỉ có một mình cậu quá nguy hiểm rồi với lại cho dù chiến lược của cậu vô song có thể làm được lấy một chọi hai chọi ba chọi năm thậm chí là chọi mười nhưng mà cậu có nghĩ qua hay không Hầu như sau lưng của mỗi một học trò chi nhánh đều có một gia tộc lớn đằng sau, cấp thành phố, thậm chí là tỉnh thành. Một khi gây ra mạng người thì cậu sẽ trở thành mục tiêu tấn công dẫn đến vô cùng vô tận rắc rối. Vì thế, thua thì thôi. Chúng tôi chịu rồi, đầu bàng mới là mục tiêu của cậu, giết người không nên là mục tiêu của cậu. Người này một câu, người kia một câu, bao gồm cả Trung Anh Tuấn trong đó, đều đang tận tình khuyên bảo Tiêu Nhất Thiên, lo lắng anh hành động theo cảm tính, gây ra đại họa tài trời, không thể níu kéo gì gì đó. Đây lại khiến cho lòng của Tiêu Nhất Thiên thoáng qua một sự ấm áp. Thế nhưng, Trung Anh Tuấn và Trần Nhất Phương Thái, mọi người không biết rằng đầu bàng hoàn toàn không phải là mục tiêu chuyến này của Tiêu Nhất Thiên, mà giết người lấy mạng khiến cho đại hoa nội loạn mới là mục đích thật sự của anh. Vì vậy, mũi tên đã lên dây, làm sao có thể không bắn đây. Yên tâm, Tiêu Nhất Thiên hơi im lặng một tiếng tùy tiện nói rằng, tôi có chừng mực. Tiếp theo, bèn là trận chung kết của ám cảnh đầu kỳ, hỗn chiến giữa học trò của 20 chi nhánh, duy trì không đến 20 phút, top 5 top 3 cũng có học trò của chi nhánh khác nhau kết thành đồng minh, liên kết đánh trận, chia thành mấy ve khác nhau sau khi diệt đi tất cả đối thủ rồi tiến hành chiến đấu trong đồng minh. Đây xem như là thao tác thông thường, đại hội võ thuật toàn viện, mọi khóa cũng là đi theo con đường này. Mỗi phe thường sẽ không vượt quá 5 người, dù sao thì tổng cộng 20 người. Nếu như 15 người trong số đó kết thành đồng minh rồi, cho dù có đánh bại 5 người khác trước, 15 người còn lại vẫn phải chiến đấu từng người, vẫn là hỗn chiến nhiều người. Liên minh như vậy cũng là mất đi ý nghĩa, trừ khi người nào đó trong đấy hoặc là vài người nào đó rất là mạnh, hoặc rất là muốn bị đòn, chọc giận mọi người mới bị đa số học trò liên hợp chống đối, ví dụ như Tiêu Nhất Thiên. Cuối cùng, một nữ sinh tên là Triệu Linh Mẫn của thành Hồ Tiếu giành được đầu bảng cảnh giới ám cảnh sơ kỳ đó, Tiêu Nhất Thiên trước đó không có để ý học trò ám cảnh sơ kỳ của các chi nhánh, cho đến lúc này anh mới nghe trung anh tuấn nói đến thì ra triệu linh mẫn lại là em gái của triệu quan em gái ruột huyết mạch chính thống của nhà họ triệu đích thực phi thường từ đây cũng thấy được một mảng đốm nếu như không phải tiêu nhất thiên đột ngột xuất thế có lẽ triệu quan đích thực có khả năng so cao thấp với lý cầm chưa biết được là ai thắng ai giành được vinh quang của cảnh giới ám cảnh trung kỳ này giống như là triệu linh mẫn cũng không phải là không có khả năng Chúc mừng! Học trò chiếu linh mẫn của chi nhánh thành hồ tiếu, đàn bà không thua mày sâu, dũng cảm giành đầu bảng. Mai Đại Vũ chậm rãi đứng dậy, dựa theo thứ tự đào thải trong trận chung kết, tuyên bố xếp hạng 20 ám cảnh sơ kỳ đứng đầu trước mặt mọi người và nói rằng đồng thời cũng chúc mừng những bạn nhỏ này sở hữu tư cách gia nhập Học viện Kinh Đô. Chỉ cần các bạn đồng ý sau khi Đại hội Võ Thuật Toàn Viện kết thúc thì có thể đăng ký báo danh rồi. Nói xong, vẻ mặt của Mai Đại Vũ dần dần trở nên nặng nề, hít thở sâu hơn, trầm giọng nói rằng, "Bây giờ trận chung kết ám cảnh trung kỳ bắt đầu, đều lên đi." Khoảnh khắc vừa dứt lời, 20 người học trò ám cảnh trung kỳ bao gồm cả Tiêu Nhất Thiên và Lý Cầm, chiều quan trong đó, dồn dập bước lên trên đài thi đấu. Nhất thời tất cả mọi người xung quanh đều trừng to mắt nín thở, đều dễ dàng nhận thấy tràn đầy kỳ vọng đối với trận chung kết tiếp theo. Lý Cầm rốt cuộc cũng có thể liên hợp bao nhiêu học trò, cùng nhau vây đánh Tiêu Nhất Thiên sao? Chỉ nhánh thành thanh thủy, chỉ còn lại một mình Tiêu Nhất Thiên thế này. Số ít đánh lại đông, Tiêu Nhất Thiên còn có thể làm được gì chứ? Còn nữa, sẽ gây ra án mạng chứ? Đầu bảng cuối cùng sẽ thuộc về ai đây? Một số thắc mắc liên tiếp xoay quanh trong đầu của mọi người. Họ không thể chờ đợi được nữa, muốn biết đáp án rất nhanh, trên đài thi đấu bèn xuất hiện một cảnh khiến cho tất cả mọi người đều kinh ngạc, chỉ thấy sau khi 20 người học trò dự thi bước lên trên đài thi đấu, lại có hơn một nửa đều không hẹn mà cùng lúc tụ tập lại về phía Lý Cầm, lấy Lý Cầm ra làm đầu, hình thành một phe vô cùng mạnh lớn, một người, hai người, ba người, tính sơ qua, tính luôn cả Lý Cầm có đủ 13 người chiều quan không có gia nhập phe của lý cầm giống như là những người đó còn bên cạnh Triều quan cũng đang đứng hai người học trò chi nhánh liên minh với nhau nhưng mà không phải là người của thành hồ tiếu chắc là cảm thấy chiều quan cũng khá lắm hoặc là quan hệ tốt với chiều quan mới cùng với anh ta kết thành một đội thấy vậy cho dù là chiều quan cũng không có nhịn được mà nhếch mày hết sức kinh ngạc Dễ nhận thấy, kết quả như vậy là ngoài dự đoán rất nhiều so với ban đầu của triều quan. Anh ta không ngờ rằng, thật sự là không có ngờ được Lý Cầm trăm phương ngàn kế lại tìm được nhiều người hỗ trợ như thế. Vì dù sao, trong trận thi đấu lượt hai này, triều quan đã loại bỏ vài người đồng minh của Lý Cầm rồi. Đây, hai người học trò chi nhánh đứng bên cạnh, bỗng tái xanh mặt rồi. Chỉ cảm thấy đôi chân hơi buồn rùn, quan không nói điêu tạc thiên quái thai siêu cấp uy hiếp chí mạng đó chỉ nói riêng về phe của lý cầm ba đối với mười ba mẹ nó còn đánh đấm như thế nào nữa đây anh triệu hai người học trò chi nhánh đó nhìn nhau hơi ngượng ngùng nói rằng chúng ta có cần lời nói phía sau họ không có nói ra khỏi miệng nhưng đã không nói mà tự hiểu được rồi hiểu rõ thời thế mới là người tài giỏi cảnh như thế này trước mắt không thể không khiến cho bọn họ cân nhắc lại đứng đội của mình không cần triều quan cắn rằng nghĩ cũng không nghĩ bèn lắc đầu từ chối rằng nam tử hán đại trượng phu cùng lắm thì thua thôi cùng lắm là chết thôi có cái gì phải sợ chứ tuy rất bất ngờ kinh ngạc tức giận nhưng triều quan không sợ sệt ngược lại tình thế nguy hiểm trước mắt ngược lại làm trỗi dậy ý chí tạt rào chiến đấu của triều quan lúc nói chuyện ám kình hùng hồn trong cơ thể lúc có lúc không bộc phát ra rồi chuẩn bị liều chết mọi lúc thế hai người học trò chi nhánh đó lại không có dũng khí và quyết tâm như triều quan vậy do dự một lúc bèn nói rằng anh Triệu xin lỗi triều hướng phát triển mong là thông cảm nói xong hai người họ lại đột nhiên thay đổi bước nhanh đi qua phía lý cầm bọn họ gia nhập vào phe của lý cầm khá lắm số người của phe Lý Cầm trực tiếp tăng lên tới 15 người. Chào mừng, Lý Cầm nhách môi mỉm cười, âm thầm thở vào, trong lòng lại càng trở nên đắc ý như đã có dự tính. Tiếp theo sau đó, cô ta quay đầu nhìn sang ba người học trò chi nhánh khác ngoài Tiêu Nhất Thiên và Triều Quan, chưa có lựa chọn phe hỏi rằng, còn các người... Ba người học trò chi nhánh đó muốn chết luôn cho rồi, có kiểu trời như các người vậy sao? Khốn kiếp, còn đánh cái gì nữa đây? Không đánh nữa Tôi rút lui, tôi cũng rút lui Còn tôi nữa Họ không ngốc, cũng không có mù Xem như là hiểu rồi Cái gọi là trận chung kết Thật ra chính là thù oán cá nhân giữa Tiêu Nhất Thiên và Lý Cầm Họ không muốn tham dự Cũng không có muốn mạo hiểm Cho nên an toàn nhất, dứt khoát Thì mặc kệ luôn Như thế này Còn chưa tuyên chiến trên đài thi đấu rộng rãi Bèn chỉ còn lại có 17 người Lý Cầm dẫn đầu 15 người thuộc cùng một phe, Triều Quan và Tiêu Nhất Thiên đều là một mình. Thế chia bà, chỉ là ba thế, như thế này khoảng cách có vẻ như hơi lớn. Bây giờ, Lý Cầm nhìn sang Tiêu Nhất Thiên hỏi rằng, anh còn cảm thấy dựa vào một mình anh thì có thể giành được đầu bảng ám cảnh trung kỳ sao? Trong lời nói, có một sự hài lòng khi đạt được gian kế và một luồng tự tin không gì sánh bằng Lý Cầm không tin, đội hình mạnh lớn như vậy, còn định không nổi một mình Tiêu Nhất Thiên. Mẹ nó, cô bị mù sao? Không đợi Tiêu Nhất Thiên mở miệng, chiếu quan nhịn không được mà mắng. Không xem ông đây là người sao? Chỉ dựa vào một mình Lý Cầm, đương nhiên sẽ không thể tạo nên một đội hình mạnh như thế này được. Chiều quan cũng vậy, Tiêu Nhất Thiên cũng thế. Bao gồm cả tất cả những người ở đây, trong lòng đều hiểu rất rõ, có thể là Mai Đại Vũ cũng có thể là Hoa Long Thần, ở sau lưng âm thầm hành động, phát huy sức lực chủ đạo cực lớn. Nhưng mà... Tiêu Nhất Thiên không sợ, Triều Quan cũng không sợ. Điều khiến cho Triều Quan không nén được cơn giận chính là trong mắt của Lý Cầm, hình như chỉ có một mình Tiêu Nhất Thiên, lại còn xem anh ta là chẳng khác gì không khí. Từ đầu đến cuối, cũng không có thèm nhìn anh ta một cái. Anh có hai sự lựa chọn. Lý Cầm xoay đầu nhìn Triều Quan nói, một là giống như ba người lúc nãy vậy, rút khỏi trận đấu, người thông minh giữ mình. Hai là anh có thể không giúp ai cả, đứng ở đó không nhúc nhích là được rồi, đợi sau khi chúng tôi quyết chiến với Điêu Tạc Thiên xong, bất luận là ai giành đầu bảng sẽ nhường hạng hai lại cho anh. Nhường, nói trắng thì chính là lấy hạng hai để đổi lại chiều quan không ra tay, bởi vì trước đó Mai Đại Vũ từng lôi kéo chiều quan, nhưng không thành công, cho nên Lý Cầm không mong đợi triều quan sẽ gia nhập đội hình của cô ta cùng với cô ta đối phó Tiêu Nhất Thiên. Chỉ cần triệu quan không phá rối cô ta, đối với cô ta mà nói đó là kết quả tốt nhất rồi. Tôi khinh. Triệu quan không nghĩ ngợi, lập tức từ chối, phun ra một ngụm nước bọt xuống đất. Biểu thị xem thường và khinh bì đối với Lý Cầm, rồi hừ lạnh nói. Ông đây có tay có chân, không cần bà cô như cô phải nhường. Hơn nữa, ông đây chỉ muốn hạng nhất, không có hứng thú với hạng hai vốn dĩ chiếu quan chỉ muốn sàng khoái đánh một trận chỉ muốn hưởng thụ quá trình chiến đấu không hề xem trọng thứ hạng mà bây giờ lý cầm khơi dậy sự tức giận cũng khơi dậy lòng háo thắng của anh ta sắc mặt của lý cầm trầm xuống giữa chân mày lóe lên một tia hung ác trầm giọng nói dựa vào anh sau hạng nhất sau nằm mơ giữa ban ngày sau nếu như anh đã rượu mời không uống muốn uống rượu phạt vậy nói rồi Lý Cầm vất tay một cái nói năm người các anh giữ chân anh ta không cần đánh thật tranh thủ thời gian cho bọn tôi đợi bọn tôi giải quyết xong điêu Tạc Thiên rồi sẽ xử lý anh ta sau được lập tức năm đệ tử phân viện đi tới xòe thành hình quạt bao quây lấy triệu quan cho dù đơn thương độc đấu Lý Cầm cũng không sợ triệu quan cho nên mục tiêu chủ yếu của Lý Cầm là tiêu Nhất Thiên chỉ cần giữ chân triều quan, nhanh chóng đánh bại tiêu nhất thiên, cô ta sẽ có thể nắm chắc được kết quả chiến thắng. Cũng là nắm chắc ngôi vị đầu bàng. Năm người sau. Thấy vậy, triều quan càng tức giận hơn mắng. Bà cô nhà cô đúng thật là xem thường tôi quá đi chứ. Dựa vào đâu, điêu tạc thiên 10 người, ông đây chỉ có 5 người hả? Triều quan cảm thấy bản thân bị sỉ nhục, cho nên triều quan nhìn tiêu nhất thiên một cái, nghiến răng nghiến lợi nói chúng ta dựa vào bản lĩnh của mình xe mai loại trừ được nhiều người hơn người đó lấy hạng nhất thế nào chiếu quan tuy rằng tự tin nhưng không ngông cuồng tự mình biết mình lấy ít địch nhiều bị đệ tử tinh anh của các viện vây đánh cho dù cuối cùng có thắng e rằng cũng là cục diện lưỡng bại câu thương không thể nào còn dư sức lực để giành hạng nhất với tiêu nhất thiên được nữa vậy thì đổi cách khác đi được thôi nói thật sự sự lựa chọn và dũng khí của triều quan có chút ngoài dự đoán của tiêu nhất thiên trong cục diện như thế này vẫn giữ kiên trì nguyên tắc của bản thân có thể thấy rõ anh ta là người hào phóng chuyện này khiến cho cảm tình của tiêu nhất thiên đối với anh ta tăng lên gấp bội vì vậy anh gật đầu nói tôi sao cũng được tùy ý của anh kết liên minh tiêu nhất thiên và triệu quan tuy là người tự chiến đấu không hề muốn kết liên minh nhưng đối mặt với đối thủ như thế này kết hay là không kết liên minh với nhau thật ra thì cũng không có ý nghĩa gì nữa cùng nhau lên đi lý cầm tức giận nói chỉ cần bắt được điêu tạc thiên những gì tôi hứa với các anh tôi nhất định sẽ làm được hiển nhiên lý cầm vì để lôi kéo những người này phải trả một cái giá tương xứng thời khắc giọng nói vừa phát ra một luồng năng lượng hắc ám trong cơ thể của lý cầm bộc phát cả người cô ta biến thành một luồng sáng dẫn đầu lao thẳng về phía tiêu nhất thiên chín người còn lại theo sát phía sau mặc dù uy hiếp trước đây của tiêu nhất thiên đối với bọn họ có tác dụng răn đe nhất định đối với bọn họ nhưng không đủ khiến cho bọn họ lâm trận rút lui ưu thế của bọn họ quá lớn căn bản là không có khả năng sẽ thua có vẻ như lúc 10 người lý cầm ra tay, đồng thời 5 người còn lại cũng xông về phía triệu quan. Trận hỗn chiến mà mọi người chờ đợi cuối cùng cũng vén màn, dù là những phân viện đệ tử đang quan sát hay là những cụ già trên đài quan sát đều không rời mắt khỏi chiến trường trước mặt. Chỉ có Hoa Long Thần là ngoại lệ, dưới tình huống đã biết rõ cảnh giới và thực lực của Tiêu Nhất Thiên. Theo góc nhìn của Hoa Long Thần, trận quyết chiến đầy thú vị này thật ra chẳng có chút thú vị nào cả. Mẹ nó, đừng nói là 10 người, cho dù là 19 phân viện để từ hợp lại, làm sao đấu lại dũng sĩ minh cảnh như Tiêu Nhất Thiên đây. Cho dù Tiêu Nhất Thiên có cố ý khống chế cảnh giới của mình, nhưng trong đan điền có minh kình bảo vệ cơ thể, chỉ dựa vào đám người lý cầm công kích trong tối. Tiêu Nhất Thiên đứng đó, tùy bọn họ đánh, bọn họ cũng rất khó có thể làm cho Tiêu Nhất Thiên bị thương. Buổi sáng, cú đấm của Ngao Tuấn Mạnh là ví dụ điển hình nhất. 17 người chia thành hai nhóm dư ảnh khổng lồ và âm thanh đan xen nhau trên đài thi đấu lần lượt tạo ra sự va chạm của năng lượng hắc ám. Dưới ánh nhìn của mọi người, chỉ thấy Tiêu Nhất Thiên nhanh chóng dùng tốc độ nhanh như chớp xông về phía Lý Cầm. Trận hỗn chiến vừa mới bắt đầu, khoảng 5 giây sau, kèm theo những tiếng la hét và tiếng bị bóp nghẹt truyền đến. Một trong số các đệ tử của phân viện bị Tiêu Nhất Thiên đánh một trường ở ngực. Cả người bay lên, trực tiếp bay ra khỏi vòng thi đấu ngã bên mép khán đài nôn ra máu không ngừng mất đi lực chiến đấu một trường loại bỏ một người đây chính là lực sát thương kinh khủng của tiêu nhất thiên các anh nhiều người hai trường khó đấu bốn tay các anh đánh tôi một trường hai trường tôi chịu đựng được thậm chí là bình yên vô sự ngược lại tôi đánh anh một trường anh sẽ ngòm ngay tại chỗ luôn một khoảng cách to lớn như thế này đơn giản chính là giờ trò lưu manh trong mười mấy giây tiếp theo, lại có thêm hai tên đệ tử phân viện tiếp bước người đi trước, bị Tiêu Nhất Thiên đánh bay ra ngoài, thậm chí một trong số hai người đó ngất xỉu ngay tại chỗ, sống chết không rõ. Trong lòng đám người đứng xem thổn thức, tim không khỏi run rẩy kịch liệt. Mẹ nó, đây là thực lực thật sự của Điêu Tạc Thiên hay sao? Biến thái! Trong số 10 phân viện đệ tử vây đánh Tiêu Nhất Thiên, không nói đến người có thực lực mạnh nhất là Lý Cầm, 9 người còn lại gần như là những người đứng đầu trong các phân viện khác ở ám cảnh trung kỳ, rất hổ báo. Bây giờ thì hay rồi, cho dù ỷ mạnh hiếp yếu, đứng trước mặt Tiêu Nhất Thiên, mẹ nó một đòn cũng không chịu nổi, loại cảm giác này vô cùng kỳ lạ. Kỳ lạ ở chỗ, Điêu Tạc Thiên rõ ràng là một cao thủ ám cảnh trung kỳ, nhưng cho dù là tốc độ lực công kích lực bạo phát hay là lực sát thương tất cả đều không yếu hơn người của ám cảnh hậu kỳ thậm chí so với người của ám cảnh hậu kỳ còn mạnh hơn nếu như không tận mắt chứng kiến thì quả là khó tin kết trận sắc mặt của lý cầm vô cùng khó coi loại tự tin vững vàng trong lòng cô ta lúc đầu giờ phút này đã sụp đổ hoàn toàn cô ta nhanh chóng chỉ huy thay đổi đội hình đáng tiếc vẫn là chậm một bước hoặc là nói Tiêu Nhất Thiên quá nhanh, thậm chí lời nói của Lý Cầm vừa mới ra khỏi miệng, Tiêu Nhất Thiên đã dùng tay bóp cổ một trong số các phân viện đệ tử, sau đó dùng sức bóp mạnh một cái. Cái tên này... Phân viện đệ tử đó mặt mũi đỏ bừng, chán nổi gân xanh, hít thở không thông, cả người không tự chủ được mà bị Tiêu Nhất Thiên hất lên không trung, trở thành vũ khí trong tay Tiêu Nhất Thiên. Trong trận hỗn chiến, tất cả mọi người đều cách nhau rất gần, cho nên Tiêu Nhất Thiên lấy tên phân viện đệ tử kia là vũ khí, trong nháy mắt quét qua ba tên còn lại. Ngay lúc đó, Tiêu Nhất Thiên buông tay, tên đệ tử phân viện kia vù một cái bay ra ngoài, thuận tiện đụng trúng một tên khác. Năm người, một hơi hạ hết năm người, cộng thêm ba người trước đó nữa, tổng cộng là 10 người thì có 8 người đã bị loại khỏi vòng chiến đấu chỉ còn lại lý cầm và một đồng bọn của cô ta một người bên trái một người bên phải hoàn toàn bị dọa cho ngây người đứng tại chỗ mạnh đến mức đó luôn sao sức mạnh của tiêu nhất thiên vượt ngoài dự đoán của bọn họ thậm chí còn vượt ngoài nhận thức của bọn họ những người đứng xem hồi sáng chỉ là trong lòng bọn họ chấn kinh mà bây giờ khi bọn họ tự mình nếm thử mùi vị cơ thể bị nghiền nát là hai trạng thái cảm xúc hoàn toàn khác nhau ngoài trừ chấn kinh còn có sự sợ hãi, hèn nhát sâu sắc. Chết rồi! Ngoài trừ mấy tên đệ tử bị quét trúng, chỉ bị thương nhẹ, lập tức đứng dậy. Còn tên đệ tử bị tiêu nhất thiên bóp cổ, dùng làm vũ khí thì không may mắn như vậy. Sau khi ngã xuống đất, thất khiếu chảy máu, không nhúc nhích nữa, mất mạng ngay tại chỗ. Giết người, tiêu nhất thiên dám. Giống như là lúc trước, lúc đánh nhau, tiêu nhất thiên đã nói vậy. Tay chân vô hạn, bất cần một cái sẽ có thể mất mạng còn muốn đánh nữa hay không đây ánh mắt của tiêu nhất thiên như điện quét qua đám người kia lạnh giọng hư lạnh nói vừa nãy là tôi thủ hạ lưu tình đã cho các người cơ hội sửa đổi nếu như các người còn mê muội không chịu tỉnh ngộ hắn ta cũng chính là kết cục của các người đó âm thanh như sấm sét chấn động lòng người những tên đệ tử bị thương kia hùng hàng nuốt một ngụm nước bọt không dám manh động bọn họ nhìn lý cầm tim cô ta vỡ nát cả rồi sắc mặt xám xịt như chết nhưng mà cô ta vẫn nghiến răng nghiến lời nói đừng nghe lời hắn nói cùng nhau xông lên tôi không tin chúng ta nhiều người như vậy còn không đánh chết được hắn sao nói xong lý cầm cùng với một tên đệ tử còn lại một trái một vài đồng thời xông lên giết tiêu nhất thiên nhưng những tên đệ tử bị thương nhẹ do sự ngây người đứng tại chỗ không dám giúp nhích nữa anh muốn chết sao Lý Cầm thì cũng thôi đi, Tiêu Nhất Thiên không ngờ đã đến lúc này rồi tên đệ tử kia còn dám đánh với anh. Vì vậy, anh đằng đằng sát khí nói: "Vậy thì cho anh tọa nguyện, tiến anh về Tây Thiên." Nói xong, Tiêu Nhất Thiên né tránh Lý Cầm xông về phía tên đệ tử kia, giơ ra một cú đấm trực tiếp đối đầu với hắn kèm theo một tiếng nổ chói tay ngay sau đó dưới tầm mắt của mọi người tên đệ tử kia không thể chịu nổi đòn tấn công của tiêu nhất thiên sức mạnh hắc ám của tiêu nhất thiên giống như con virus thông qua cú đấm của anh xâm nhập vào cánh tay phải của hắn ta sau đó chui vào cánh tay hắn ta khiến cho nó nổ thành nhiều mảnh máu thịt văng tung tóe cả cánh tay bị nổ tan tành ngay lập tức nát bét rồi không còn nữa rồi nó biến thành bọt máu và thịt vụn bay đầy trời tràn ngập nửa không trung toát ra mùi máu tanh kinh tởm tên đệ tử phân viện kia đau đớn gần chết ngũ quan biến dạng la hét tê tâm liệt phế mà đáp lại hắn ta là một cước của tiêu nhất thiên một cước đá lên trên ngực hắn đá hắn bay ra xa ngoài rơi xuống cách đó hơn 10 mét kêu thảm thiết một tiếng rồi im mặt đi đời nhà ma chết rồi lại chết thêm một người nữa rồi Tiêu Nhất Thiên đã nói là làm, nói được làm được, ai dám tiếp tục ra tay. Vậy thì chết là kết cục duy nhất. Bây giờ, Tiêu Nhất Thiên quay đầu nhìn Lý Cầm, sắc mặt như hồ nước chết, không một gợn sóng, trầm giọng nói. Đến lúc cô phải trả giá rồi đó. Bắt gặp ánh mắt lạnh lẽo của Tiêu Nhất Thiên, Lý Cầm vô thức lùi lại mấy bước, kéo dài khoảng cách với Tiêu Nhất Thiên và hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Mười người hợp lực đừng nói là giết tiêu nhất thiên đến làm bị thương tiêu nhất thiên cũng không có thể làm được quá lớn khoảng cách quá lớn chỉ đánh đơn độc một mình lý cầm sao có thể là đối thủ của tiêu nhất thiên được đây điều này kết quả là một làn sóng lớn đã nổ ra giữa đám đông người xem với những tiếng hò reo cảm thán mặc dù biểu hiện trước đây của tiêu nhất thiên rất cường đại nhiều người đặt lòng tin vào anh và cảm thấy rằng dù lấy một đám mười anh cũng chưa chắc đã thua, nhưng mà bọn họ cũng không ngờ rằng Tiêu Nhất Thiên không chỉ thắng, mà còn thắng một cách dứt khoát, giống như số người trước mắt hoàn toàn căn bản không phải là vấn đề gì quá lớn. Một đánh một, anh trực tiếp đè bẹp, một đánh mười, anh trực tiếp quét sạch. Quả thực là rất mạnh, mạnh đến mức không có từ nào để diễn tả. Đến mức nó mang lại cho người ta một áp lực cực lớn đánh vào thị giác lẫn tâm trí giống như 10 đệ tử chi nhánh bao gồm cả Lý Cầm, tất cả đều như những con gà yếu ớt, không có cách nào khác, không phải 10 đệ tử chi nhánh quá yếu mà là tiêu nhất thiên quá mạnh. Tôi nhận thua, tôi nhận thua, tôi cũng nhận thua. Tiêu Nhất Thiên đã chứng minh điều đó bằng chính hành động của mình. Chọc dần anh, anh thực sự dám giết người. Với vết thương như thế kia, những đệ tử chi nhánh làm sao có thể tiếp tục ở trên đài thi đấu được đây? khi tính mạng đang bị uy hiếp bọn họ đã không chút do dự mà lựa chọn bỏ quyền thi đấu nói xong bọn họ tranh nhau chen lấn nhảy xuống đài thi đấu còn tôi nữa tôi cũng nhận thua ngay cả năm đệ tử chi nhánh chịu trách nhiệm ngăn chặn triều quan cũng nhận thấy tình hình ở đây mục đích kéo triều quan của bọn họ là để tạo điều kiện cho lý cầm và những người khác giết tiêu nhất thiên hiện tại thì hay rồi bọn họ vẫn đang quấn chặt với triều quan lý cầm và những người khác là những người đầu tiên thua trận vậy thì còn đánh cái gì nữa đây dựa vào nhau không đánh nữa thế là năm người cũng nhau nhác rút khỏi vòng chiến lách mình nhảy khỏi đài thi đấu Triệu quan tung ra một quyền, kết quả đánh vào hư không, cả năm đối thủ đều bỏ cuộc. Ban đầu là vòng chiến đấu cực kỳ khốc liệt, trong nháy mắt, cậu ta chỉ còn lại một mình ở nơi đó, trong gió bay quanh. Mẹ nó, triệu quan đen mặt một hồi, anh ta cảm thấy bị xúc phạm. Nhưng là lần này, không phải là lý cầm xì nhục anh ta, mà là tiêu nhất thiên. Tiêu nhất thiên dùng sức của anh xì nhục anh ta, thật tình không biết. Vừa rồi triều quan thực hiện thỏa thuận với Tiêu Nhất Thiên, trong lòng đã âm thầm tính toán rồi. Đầu tiên là tiết kiệm sức lực, đánh bại năm đối thủ, loại từng người một, sau đó xông thẳng vào Tiêu Nhất Thiên cùng với Lý Cầm và những người khác. Trong trận chiến, anh ta sẽ giải phóng sức mạnh sát thủ của mình. Chỉ cần ba người trong số họ bị tiêu diệt, như vậy 8 so 7. Anh ta có thể thắng được Tiêu Nhất Thiên và đoạt được đầu bảng ám cảnh trung kỳ mà không cần phải đấu với Tiêu Nhất Thiên trở thành chàng trai đẹp nhất trường. Thật đáng tiếc, lý tưởng thì viên mãn, nhưng thực tế thì lại là rất tồi tệ. Diễn biến sự việc hoàn toàn trái ngược với kế hoạch của triều quan. Ngược lại, Mỹ Nam đẹp nhất trong toàn trường vẫn là Tiêu Nhất Thiên. Cậu thắng rồi. Triều quan nghiến răng nghiến lợi nói với Tiêu Nhất Thiên. Cậu đứng thứ nhất, tôi thứ hai. Tôi thua tâm phục khẩu phục nói xong hai tay chống nạnh đứng đó anh ta trực tiếp là một vị khán giả anh ta không định giúp tiêu nhất thiên và lý cẩm rốt cuộc mọi thứ đã phát triển đến mức này dù anh ta có ra tay hay không thì cũng không có ý nghĩa gì nữa còn cô thì sao tiêu nhất thiên xài bước về phía lý cầm vừa đi vừa hỏi cô không phải rất thông minh sao không phải sẽ sử dụng thủ đoạn sao nếu như bây giờ nhận thua có lẽ có thể thoát khỏi một trận đánh dựa theo quy tắc. Nếu như lúc này Lý Cầm cùng với những tên đệ tử chi nhánh khác đầu hàng mà bỏ trận đấu, Tiêu Nhất Thiên sẽ không thể đuổi đánh đến cùng được. Tuy nhiên, Lý Cầm hít sâu một hơi, biết mình sẽ thua, nhưng vẫn cứ kiên quyết nói. Cho dù vẫn còn một phần vạn cơ hội, tôi cũng sẽ không lựa chọn từ bỏ. Vẫn là câu nói đó, cô ta không nỡ nhận thua. Tuyệt quá! Tốt! Tiêu Nhất Thiên hơi kinh ngạc trước lựa chọn của Lý Cầm, trầm giọng nói tuy rằng thủ đoạn của cô đáng khinh nhưng dũng khí của cô cũng không tệ ngay lúc nói xong tiêu nhất thiên đột nhiên tăng tốc cả người giống như lôi điện trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang mang theo khí thế sấm sét lao thẳng về phía lý cầm lập tức tâm tình của mọi người lại nhấc lên cổ học nhưng điều bọn họ lo lắng lúc này không còn là vấn đề ai thắng ai thua nữa mà là liệu tiêu nhất thiên có giết chết lý cầm ngay tại chỗ hay không Xét cho cùng, Lý Cầm cũng là người đứng đầu được yêu thích nhất ngay sau Tiêu Nhất Thiền so với những đệ tử trước đây trong chi nhánh. Thực lực của cô ta quả thực là cao hơn một bậc. Mặc dù cô ta liên tục lùi về phía sau dưới sự tấn công dữ dội của Tiêu Nhất Thiên, nhưng cô ta vẫn kiên trì mười mấy chiêu, vẫn chưa thua trận. Ba, khi đánh đến chiêu thứ mười ba, Lý Cầm rốt cuộc không chống đỡ nổi nữa. Một âm thanh chói tai đột nhiên truyền đến, ngay sau đó, mọi người nhìn thấy thân thể của Lý Cầm nghiêng ngả, ngã sang một bên, văng ra xa ba bốn thước, nôn ra máu. Trên má trái vốn dĩ trắng xuất hiện một dấu tay đỏ tươi, một bàn tay. Tiêu Nhất Thiên đem Lý Cầm đánh bay ba bốn thước, ra tay hùng ác, có thể gọi là không thương hoa tiếc ngọc. Một trường này, Tiêu Nhất Thiên trầm mặc nhìn Lý Cầm lạnh lùng nói, là thay cho Vương Thái. Mười mấy giây sau, Lý Cầm mất hơn mười mấy giây mới cố gắng đứng dậy, lúc cô vừa mới đứng dậy thì Tiêu Nhất Thiên đã lao tới tát mạnh vào má bên phải của cô ta, phía trên, anh ta lại hất cô ra, rồi ngã xuống bay xa mấy mét, mười phần thê thảm, toàn bộ khuôn mặt tất cả đều bị đánh cho sưng tấy lên, hoàn toàn mất đi vẻ quý phái sang trọng trước đây, so sánh giữa trước và sau, giống như là hai người hoàn toàn khác biệt. "Cái tát này," Tiêu Nhất Thiên tiếp tục nói, là thay cho trận nhất. Âm thanh của cái tát truyền vào tai của đám người nhìn, trái tim run lên kịch liệt. Bọn họ không ngốc, bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra được với thực lực của Tiêu Nhất Thiên, chỉ cần anh muốn, một cái tát này có thể kết thúc mạng sống của Lý Cầm. Nhưng hết lần này đến lần khác, Tiêu Nhất Thiên tự có cân nhắc, không giết Lý Cầm dễ dàng như vậy, mà là đánh một trường, chậm rãi cùng với Lý Cầm tính sổ. Lý Cầm vẫn còn sống tất cả mọi người đều cho rằng lý cầm không thể đứng dậy được nữa hoặc cho dù có đứng lên được cũng sẽ không đứng lên nữa bởi vì kết quả đứng lên sẽ chỉ có thể tiếp tục bị đánh thậm chí có thể mất mạng vì chuyện này tuy nhiên dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người giữa những tiếng thở dài không thể tin được sau khi rằng co gần nửa phút lý cầm không ngờ lại vượt quá sự mong đợi của mọi người lại thật sự đứng lên cả người đung đưa như ngọn nến trước gió dường như rằng cô ta có thể ngã xuống bất cứ lúc nào có vết máu trên khóe miệng của cô ta có những giọt nước mắt trực trào nơi khóe mắt của cô ta nhưng cô ta nghiến chặt hàm răng dính chặt đôi môi nhuốm máu từ xa nhìn chằm chằm tiêu nhất thiên giọng nói vô cùng yếu ớt nhưng giọng điệu lại vô cùng kiên định nói tôi tôi còn chưa nhận thua tôi vẫn có thể kiên trì tôi vẫn còn hy vọng tiếp tục hành vi hành xác và cố chấp vô nghĩa của lý cầm đã khiến cho đám đông náo loạn có người cho rằng cô ta quá ngu ngốc thật sự quá ngu ngốc số khác lại nghĩ rằng cô ta ý chí vững vàng đến chết cũng không ngừng tuy nhiên các đệ tử chi nhánh thành lịch thủy bao gồm cả lâu kim khoa đầy lo lắng và hét vào mặt cô lý cầm lý muội muội bỏ cuộc đi bỏ cuộc nhanh lên là nó sao Thành thật mà nói, đối mặt với một Lý Cầm như vậy, ngay cả Tiêu Nhất Thiên cũng không có khỏi có chút cảm động. Lờ mờ nhận ra đằng sau những chiêu thức đê hèn của Lý Cầm, có lẽ có điều gì đó không thể nói ra được. Nhưng mà... Điều này còn chưa đủ để khiến Tiêu Nhất Thiên mềm lòng mà giao lại vị trí đầu bảng. Thế là Tiêu Nhất Thiên lại bước lên phía trước, đi thẳng về phía Lý Cầm, chậm giọng nói... Cô không chịu thừa nhận thất bại, vậy thì không còn cách nào khác, tôi chỉ dựa vào phương thức của tôi buộc cô phải nhận thua." Nói xong, Tiêu Nhất Thiên đã đến chỗ Lý Cầm, đưa tay ra, nắm lấy cổ áo của Lý Cầm, kéo và hất mạnh, chỉ nghe một tiếng gió vụt qua, anh trực tiếp ném Lý Cầm ra khỏi đài thi đấu. Một khi đệ tử ngã khỏi đài thi đấu, nó có nghĩa là thua cuộc. Tuy nhiên, Rốt cuộc, Tiêu Nhất Thiên đè nén lửa giận và ý nghĩ giết người trong lòng, không giết chết Lý Cầm. Thay vào đó, anh ném Lý Cầm vứt về phía các đệ tử của chi nhánh thành lịch thủy. Lâu Kim Khoa và những người khác đương nhiên biết ý định của Tiêu Nhất Thiên, vì vậy lập tức xông lên bắt lấy Lý Cầm đang ngã nhào. Cảm ơn cậu. Lâu Kim Khoa ngước nhìn Tiêu Nhất Thiên và nói, cảm ơn cậu đã lưu tình và tha mạng cho Lý Sư muội Lâu Kim Khoa là người trong cuộc, anh ta biết những gì lý cầm đã làm với tiêu nhất thiên và cũng biết vương thái và trần nhất đã mất gì vì điều này vì vậy tại thời khắc mà tiêu nhất thiên bỏ qua lừa giận anh ta quả thật là có chút bất ngờ về điều này anh ta rất biết ơn dù sao chính lý cầm cũng không chịu thừa nhận thất bại nếu như tiêu nhất thiên thật sự giết chết lý cầm bọn họ cũng không có làm gì được tiêu nhất thiên xin chúc mừng trên đài quan sát Thương thịnh chậm rãi đứng dậy, trong lòng thầm nhẹ nhõm nói thẳng, chúc mừng chi nhánh thành thanh thủy, xuất sắc đánh bại các anh tài, tài năng trẻ, đoạt vương miện, ấm cành, trung kỳ. Bởi vì Hoa Long Thần có mặt, thương thịnh không dám nhiều lời, cũng không dám quá vui mừng. Đối với Tiêu Nhất Thiên, một ánh mắt bình tĩnh, Tiêu Nhất Thiên hiểu ra cố ý hỏi, ông thương theo quy tắc toàn viện, theo quy tắc của học viện, sau khi kết thúc trận chung kết ám cảnh trung kỳ và trước khi bắt đầu trận chung kết ám cảnh hậu kỳ, tôi có thể đột phá và tiến vào ám cảnh hậu kỳ có đúng không? Không tệ. Thương Thịnh nhanh chóng gật đầu, Tiêu Nhất Thiên tiếp tục nói. Thôi, xin hãy đợi tôi 10 phút. Tôi muốn đột phá. Nói xong, ngồi khoanh chân ở giữa đài thi đấu, dưới cái nhìn toàn cảnh của mọi người bắt đầu đột phá. Tôi dựa vào bao gồm cả thương thịnh tất cả mọi người đều sững sờ và chết lặng đôi mắt nhìn tiêu nhất thiên cứ như đang nhìn một con quái vật vậy như mọi người đều biết việc đệ tử tham gia giao chiến giữa hai cảnh giới trong các đại hội võ thuật toàn viện trước đây không phải là chuyện thường xảy ra vì vậy tiêu nhất thiên có quyền lấy việc này làm cái cớ để hoãn trận chung kết ám cảnh hậu kỳ đến ngày mai trong một đêm để anh ta có thể đột phá chỉ tiếc điều mà tất cả mọi người không biết là khi thực lực và cảnh giới chân chính có lẽ đã bại lộ trước tình huống đó tiêu nhất thiên không phải là không muốn chờ đợi anh không cố ý khoe thực lực như vậy mà là đợi không được nữa không còn cách nào khác chỉ có thể chọn cách đột phá ngay tại chỗ đó có vẻ là một cách rất đáng ngờ các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập số 106 của bộ tiểu thuyết dài kỳ mang tên Chiến Vương, tác giả Phương Thôn Sơn qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh chuyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio trọn bộ truyện ngôn tình các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.